chương 102 Huy Thành Trong Huy Thành có tổng cộng trăm tên ma vật, người nào trả ma vật thì thông qua. Lão nhân tóc nâu bổ sung. Đại trưởng lão, nếu một mình ta chém nhiều ma vật thì sao? Bỗng nhiên có một đệ tử côn luân giơ tay lên hỏi. Mọi người nhìn lại thì thấy đó là một thanh niên cao lớn tuấn lãng, trên mặt treo một nụ cười tà khí. Diệp Tố nhìn mái tóc trắng của hắn liền biết là ai. Hồng Vĩnh Giả, thân truyền đệ tử của trưởng lão Hồng Liễu trưởng quản thượng Thanh Phong của Côn Luân. Hồng Liễu là con trai của chắt trai của tông chủ Côn Luân Phong Trần Đạo Nhân, từ khi hắn gia nhập Côn Luân thì đã luôn đánh chủ ý lên chiếc ghế tông chủ. Trong nguyên tác, Hồng Liễu và Hồng Vĩnh Giả chính là hai người đã liên thủ hại nam chủ bị thương, về sau chết dưới kiếm của Lục Trầm Hàn. Ta đã nói qua, chỉ có người nào giết được ma vật mới tính là thông quan. Lão nhân tóc nâu nói, cửa hai cũng không quy định cuối cùng sẽ lấy bao nhiêu người vào vòng sau. Vậy là có thể rồi. Hồng Vĩnh Dạ nhìn quét một vòng đệ tử của các tông môn khác, ý tứ rõ ràng. Ngoài ra, ta muốn nhắc nhở chư vị đệ tử. Lão nhân tóc nâu lạnh lùng nói, nếu giết nhầm phàm nhân, tức khắc đào thải. Trên sân thi đấu, Lữ Cửu nhỏ giọng hỏi Chu Vân bên cạnh, cửa này thật sự có ma sao? Không phải. Chu Vân lắc đầu thấp giọng giải thích, Huy Thành từ đêm của 20 năm trước đã bị hủy hoại. Năm đó Tông Chủ Vạn Phật Tông cùng Tông Chủ Ngũ Hành Tông liên thủ thiết lập trận pháp nghịch chuyển. Ngược dòng thời gian trở về đêm xảy ra chuyện, phát hiện bên trong thành sớm đã có trăm tên ma vật ẩn ấp. Chúng ta chỉ là tìm kiếm ma vật giữa những tàn ảnh mà thôi. Vậy vì sao lại cho chúng ta cơ hội bỏ quyền trước? Lữ cửu khó hiểu bởi vì sau khi tiến vào trận thì hai vị tông chủ cũng không có cách nào ra tay trợ giúp, nếu gặp phải ma vật mà đánh không lại thì cũng sẽ chết. Mã Tổng thu chen vào, lúc đầu khi trận pháp nghịch truyền mới vừa được thiết lập, các vị trưởng lão tiến vào không thể tìm được hết 100 tên ma vật trong vòng một tháng, sau khi đêm cả thành bị tàn sát trôi qua thì tất cả đều chết bên trong. Trưởng lão, lữ cử tức khắc cả kinh. Ba đợt mã tổng thu vươn ba ngón tay toàn bộ chết sạch sẽ từ trình ngọc nhíu mày liếc mã tổng thu đang ba hoa khoác lác một cái hắn liền rụt vai ngậm miệng sau đó từ trình ngọc nói với lữ cửu đúng là có ba đợt người đã đi vào bất quá chỉ có một vị trưởng lão mà thôi những người khác là đệ tử của các tông tóm lại là đi vào phải cẩn thận mã tổng thu nhìn về hướng đệ tử côn luân xem ra bọn họ muốn đoạt ma vật đấy Trăm tên ma vật, nếu một người giết nhiều hơn một tên thì cơ hội thông quan của những người còn lại sẽ thấp xuống. Cửa thứ hai do tông chủ vạn Phật tông cùng tông chủ ngũ hành tông hợp lực mở ra, hai người bước xuống bậc thang, đứng ở hai bên trái phải trên sân thi đấu. Nghịch hành đảo truyền, pháp phá cấm linh, mở. Tông chủ vạn Phật tông nắm pháp trượng, dùng sức dậm mạnh xuống đất, lấy pháp trượng làm trung tâm, một pháp trận kim sắc xuất hiện dưới chân chúng đệ tử. Cùng lúc đó, tông chủ Mũ Hành Tông tung ra chín đạo huyết phù rán xuống xung quanh pháp trận, một lượng lớn linh khí trong không trung liền bị hấp thu vào trong trận, mở. Pháp trận nghịch truyền hoàn toàn bị mở ra, các đệ tử biến mất trên sân thi đấu. Tông chủ của năm đại tông môn nhìn khoảng đất trống giữa sân, mỗi người có một tâm tư khác nhau. Chúng đệ tử thấy hoa mắt trong chốc lát liền rơi xuống một nơi xa lạ. Đó là Huy Thành sao? Có người chỉ vào một tòa thành trì ở đằng xa hỏi. Huy Thành không nhỏ, địa vị đặc thù, bởi vì nơi này nằm ở khu vực giao thoa giữa tu chân giới và thế gian, trong thành phàm nhân và tu sĩ chia nhau chiếm một nửa số lượng. Từ đêm 20 năm trước Huy Thành bị đổ thành, điểm giao thoa của hai giới đã bị phong tỏa. Từ Trình Ngọc nhìn tòa thành nơi xa nói, phàm nhân nếu không có tu sĩ dẫn lối thì sẽ không có cách nào tiến vào được tu chân giới. Tu sĩ không có thư hàm của năm tông cũng không thể đi đến thế giới của phàm nhân. Hiện giờ số ít phàm nhân có mặt trong tu chân giới thì phần lớn đều là người đã tiến vào khi huy thành còn chưa bị hủy, còn một số nhỏ khác thì dựa vào tu sĩ mang vào. Khi bọn họ đang nói chuyện thì đã có đệ tử của các tông môn khác dẫn đầu chạy đến huy thành cô có muốn chúng ta đi cùng nhau không? Từ Trình hỏi hỏi Diệp Tố. Trước mắt vẫn còn chưa biết những ma vật đó là phân tán ra nhiều nơi trong thành hay tụ tập lại một chỗ. trong các đệ tử cũng chỉ có mỗi Lục Trầm Hàn đã từng chém qua ma, những người khác thậm chí còn không biết ma vật trông ra làm sao. Diệp Tố nhìn thoáng qua Dịch Huyền. Được. trong nguyên tắc, ở cửa thứ hai này Dịch Huyền đã nảy sinh tâm ma trôn xuống một quả bom lớn và nó cuối cùng nổ bùm ở đoạn sau của chuyện khiến dịch huyền thức tỉnh huyết mạch nửa ma. Quân sĩ canh giữ cửa thành của Huy thành một nửa là phàm nhân, một nửa là tu sĩ. Bọn họ cũng không quá kinh ngạc khi nhìn thấy hơn một ngàn đệ tử tông môn tiến vào thành. Đây là giao giới nên thường xuyên có các nhân sĩ của tu chân tông môn lui tới. Hôm nay sao lại có nhiều đệ tử tu chân thế này? Thủ vệ bên trái, một tu sĩ, hỏi một vị đệ tử đang đi vào thành các ngươi tới chơi à đệ tử đó trong thoáng chốc ngơ ra hắn không ngờ người từ hai mươi năm trước lại đang bắt chuyện với bản thân đúng vậy diệp tố bước tới từ phía sau chúng ta đến đây chơi đạo hữu là tu sĩ của tông môn nào cô hẳn là chưa từng nghe qua đâu lực đỉnh môn tu sĩ thủ cửa thanh nói ta biết tông phái thể tu diệp tố cười cười hai tông đã hơn 80 năm. Diệp Tố chỉ chỉ vào đạo bào của mình, Thiên Cơ môn. Là tông môn mà nơi nơi tống, thủ vệ tu sĩ nhanh chóng nói sang chuyện khác, các ngươi đã đến huy thành chơi, vậy để ta đề cử mấy nơi thú vị, thế nào? Vậy đa tạ đạo hữu rồi. Hai người đứng sang một bên cửa thành, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất như thể đã quen từ lâu. Ở đằng sau Mã Tổng Thu ngửa đầu ra sau thấp giọng hỏi Từ Trình Ngọc, "Đại sư huynh, sao nàng ấy lại biết lực đỉnh môn?" Từ Trình Ngọc liếc mắt nhìn hắn, trong quyển tu chân tông môn bách khoa toàn thư do Ngô Kiếm phái biên soạn có. Lúc trước hắn thấy Diệp Tố có ngồi trên sân luyện kiếm lật qua một lần. "Có sao?" Mã Tổng Thu nghĩ không ra, sao đệ lại chưa từng thấy qua nhỉ? không có bao gồm trong nội dung thi về các tông môn nên chắc vì vậy đệ chưa từng đọc qua từ trình ngọc kỳ thật cũng nhớ cái tên này nhưng chỉ nhớ tên mà thôi không rõ các chi tiết khác diệp tố xoay người lại bảo bọn họ đi thôi dịch huyền nhìn nàng tỷ đã hỏi được cái gì vậy khách điếm lớn nhất trong huy thành chính là quy phúc tu sĩ tề tự về đó cũng là đông nhất diệp tố nói vị trí của nó cũng là tốt nhất ở ngay con đường phồn hoa nhất trong thành, đối diện còn có tiểu lầu quy phúc, đồ ăn vị cũng rất được. Khi bọn họ đến khách điếm thì thấy đệ tử Côn Luân đã chiếm hết tất cả các gian phòng thượng hạng, số phòng còn lại cũng bị đệ tử các tông môn khác cùng với tán tu đặt hết sạch. Bọn họ đâu rồi? Từ Trình Ngọc bước ra định báo là đã hết phòng nhưng kết quả lại không thấy bốn người thiên cơ môn đâu. Chu Vân chỉ vào ngõ nhỏ bên cạnh tiểu lầu Quy Phúc ở đối diện, đi vào trong đó rồi. Ở phía sau có phòng. Lữ cửu bước ra từ ngõ nhỏ, nói với mấy người ngô kiếm phái, mọi người qua đây đi. Mọi người đi xuyên qua ngõ nhỏ thì phát hiện đằng sau nó có một tòa sân. Vừa rồi đạo hữu thủ vệ đã nói với ta, bằng hữu của hắn có một đại trạch viện bỏ không, có thể cho chúng ta thuê. Diệp tố mở cửa từ bên trong, đủ cho 200 người vào trụ. Đoàn người tiến vào, Nhà cửa cũng tính là sạch sẽ, chẳng qua số phòng không có nhiều nên phải chen nhau một chút. Cũng may bọn họ tới cũng không phải vì để nghỉ ngơi nên cũng không ai để ý điểm này. Sau khi phân chia chỗ ở xong, mọi người bắt đầu tản ra đi tìm hiểu tin tức. Mấy người từ Trình Ngọc cùng với nhóm Diệp Tố đi đến tiểu lầu Quy Phúc, cố ý chọn một bàn trong một góc của đại sảnh. Muốn ăn gì? Diệp Tố cầm thực đơn hỏi Du Phục thời bên cạnh dù phục thời nhìn lướt qua thực đơn ngươi gọi diệp tố gọi mấy món chiêu bài của tửu lầu còn gọi thêm một bình linh trà mọi người không ăn gì sao diệp tố hỏi những người khác từ trình ngọc hắn cho rằng bọn họ tới là để tìm hiểu tin tức mà xem bộ dáng của hai người này lại thật sự giống tới đây để ăn cơm sau khi đồ ăn được đưa lên diệp tố hỏi từ trình ngọc chuyện của huy thành các huynh biết được bao nhiêu Bọn họ dựng lên kết giới, những người ngồi xung quanh không nghe thấy được. Không tính là quá nhiều. Từ Trình Ngọc nói, Huy Thành có không ít tu sĩ, đôi khi cũng có đại năng lợi hại đi qua, thế nhưng lại không một ai phát hiện ra dấu vết của ma, chỉ biết những ma vật đó trong một đêm tàn sát hết dân chúng trong thành. Trong trăm tên ma vật có khả năng là có chân ma. Chân ma? Lữ Cửu nghe xong theo bản năng nói, chúng ta đụng phải chân ma thì chẳng phải chỉ có một con đường chết chân ma tương đương với tu sĩ hóa thần hậu kỳ mà phần lớn cảnh giới của các đệ tử dự thi chỉ là kim đan kỳ chỉ là lời đồn huống hồ tông môn đại bỉ lần trước các đệ tử cũng đã thành công giết hết trăm tên ma vật từ trình ngọc nói nếu thật sự có chân ma thì bọn họ đã không ra được rồi đệ tử có cảnh giới cao nhất của đại bỉ lần trước cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ là đại đệ tử Côn Luân, cũng chỉ có một người đó mà thôi. Lữ Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng chưa từng gặp qua ma vật, chỉ nghe người khác kể lại, nhưng cũng biết ma vật rất hung tàn. Chỉ là không biết ma vật trong huy thành là nhân ma hay là có thiên ma. Từ Trình Ngọc đau đầu nói, thiên ma tàn nhẫn thị huyết, nhân ma cảnh giới thấp hơn thiên ma nhưng lại khó phân biệt ra nhất. Nhân ma là chỉ tu sĩ sau khi sinh ra tâm ma mà hoàn toàn nhập ma, phần lớn đều là kim đan hậu kỳ, thực lực thấp hơn thiên ma nhiều. Thành chủ của Huy Thành lúc này là ai? Diệp Tố hỏi. Lệ Diệu Minh, từ Trình Ngọc giải thích, lệ ra từ nhiều thế hệ trước đã bắt đầu canh giữ Huy Thành, bất qua từ đêm đồ thành của 20 năm trước, bọn họ đã hoàn toàn tuyệt mạch. Là tu sĩ hứ? Diệp Tố hỏi. Từ Trình Ngọc lắc đầu, Lệ ra tuy tọa chấn huy thành nhưng lại chỉ là phàm nhân bình thường mà thôi. Bọn họ dựa vào việc mời chào các tu sĩ tới làm thủ vệ để bảo vệ trật tự trong thành. Mời chào tu sĩ. Tầm mắt của Diệp Tố dừng trên người mấy tu sĩ đang mãi nói chuyện ở kế bên trong sảnh. Chúng ta có thể thử xem. Từ trình ngọc còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Tố đã đứng dậy đi về phía bàn bên cạnh. Hắn nhìn theo thì thấy Diệp Tố nói mấy câu với mấy người đó sau khi chắp tay chào nhau thì một người ngồi đối diện đã đưa cho nàng một tờ giấy hồng. Diệp Tố cầm tờ giấy hồng quay trở lại, hôm nay là ngày mời chào cuối cùng, vẫn còn 20 danh ngạch có thể ứng tuyển, mọi người có đi hay không? Cô nói là, đi phủ thành chủ sao? Từ Trình Ngọc hỏi, phần lớn ma xuất hiện trên người tu sĩ. Diệp Tố chỉ vào thông báo tuyển thủ vệ, thành chủ quản lý nhiều tu sĩ nhất, bọn họ phải cố định lưu lại huy thành, và lại không phải nói ma vật từ sớm đã xuất hiện trong thành rồi sao bọn họ là có khả năng cao nhất đoàn người lập tức đứng dậy rời đi phủ thành chủ nằm ở khu vực trung tâm nhất của huy thành xung quanh có hào nước bảo vệ bên trong chút nữa là tường thành sừng sững bên trên có thủ vệ đang đứng nhóm diệp tố dễ như trở bàn tay thấy rõ các thủ vệ trên tường thành tất cả đều là tu sĩ đại sư huynh người côn luân Chu Vân hất đầu ý bảo mọi người nhìn sang đám đông đang đứng trên cầu chờ đăng ký ứng tuyển làm thủ vệ, trong đội ngũ có không ít người côn luân, dẫn đầu chính là Lục Trầm Hàn. Có cả người ngũ hành tông. Mã tổng thu thấy Liên Liên cùng Trình Hoài An trong đám người. Đội ngũ nhích gần về phía trước, từng người báo danh, nhận thẻ bài, bước cuối cùng là khiêu chiến một tu sĩ hộ thành. Phải đỡ được năm chiêu của tu sĩ này mới được tính là thông qua hợp thể kỳ từ trình ngọc quay đầu lại nói với mấy người diệp tố người đó trước kia từng là chấp sự của côn luân về sau tự nguyện ở lại huy thành đảm nhiệm vị trí quan hộ thành diệp tố nhìn nữ nhân cầm kiếm trên tường thành đêm dân chúng trong thành bị tàn sát bà ấy có mặt trong thành không có từ trình ngọc gật đầu mệnh đèn đều tắt muốn đỡ được năm chiêu từ tay tu sĩ hợp thể kỳ cũng không phải là chuyện dễ dàng huống chi đối phương cũng không có ý muốn nương tay, cơ hồ người nào đi lên cũng nhiều nhất đến chiêu thứ hai thì liền bại trận. Thẳng đến khi Lục Trầm Hàn bước lên. Mấy người từ Trình Ngọc nhìn chằm chằm Lục Trầm Hàn giao thủ cùng quan hộ thành, chỉ riêng có Diệp Tố lại bị một nơi khác hấp dẫn. Nàng quay đầu nhìn sang một cửa hông ở một góc tường thành, vừa rồi hai vị thân truyền đệ tử của Thượng Khuyết Tông đã bước vào đó. Không chỉ vậy, diệp tố còn nhìn thấy hợp hoan tông nhan hảo cùng mai Cửu nhân nghênh ngang bước ra từ cửa hông đó bọn họ đã thay một bộ y phục khác hẳn là nhận thấy có ánh mắt nhìn theo nên nhan hảo quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy diệp tố đôi mắt nàng ấy chớp chớp các người sao lại đi vào được diệp tố chỉ mấy người thượng khuyết tông lúc này cũng vừa bước ra hỏi nhan hảo tốc độ của bốn người này cũng nhanh quá rồi hai người chúng ta vũ cơ Nhan Hảo chỉ vào nàng cùng Mai Cửu Nhân, sau đó lại chỉ sang đệ tử Thượng Khuyết Tông, còn bọn họ, nhạc sư. Vẫn còn thiếu vài vũ cơ đấy, các cô có thể đi ứng tuyển. Mai Cửu Nhân nhiệt tình nói, hai vị sư đệ cũng ứng tuyển được luôn. Tầm mắt của Diệp Tố dừng trên bộ váy nữ hoa hòe lòe loẹt trên người Mai Cửu Nhân, thay mặt dịch huyền cùng du phục thời xin miễn phần ý tốt này, không cần đâu. Còn phải so chiêu với quan hộ thành, mệt biết bao nhiêu. Nhan hảo khuyên nhủ, các cô đến đây, chờ đi vào là được, chúng ta đã tiếp xúc qua với người trong phủ thành chủ rồi. Tới đây làm vũ cơ với bọn ta, còn có thể nương lý do ra ngoài đi dạo tìm kiếm ý tưởng cho điệu múa mới để ra vào phủ. Diệp Tố biết tổng ý đồ dụng tâm hiểm ác của hai người hợp hoan tông, ta thấy chúng ta thích hợp so chiêu với quan hộ thành hơn. Nhìn nàng quay trở về đội ngũ, Mai Cửu Nhân tiếc nuối nói: Vũ cơ nhẹ nhàng biết mấy, mặc một bộ váy rồi ẹo qua ẹo lại là xong. Nhan hảo ảo tưởng, bộ dáng hai vị sư đệ mặc váy múa nhất định là rất kinh diễm. Phủ thành chủ cũng đang chiêu mộ vũ cơ và nhạc sư, trước đêm đồ thành có yến tiệc gì sao? Diệp tố quay lại, hỏi từ trình ngọc. Từ trình ngọc sừng sốt, ta không có nghe nói qua. Chuyện về Huy Thành hắn cũng chỉ là nghe sư phụ nhắc sơ qua, chi tiết hắn cũng không rõ ràng lắm. chương 103 Thông em A bàn Ta thấy cửa này quá mạo hiểm. Tông chủ ngô nguyệt của hợp hoan tông vẫn cảm thấy không thỏa đáng. Trong số các đệ tử tiến vào chỉ có một mình lục trầm hàn đã từng tiếp xúc với ma. Nếu xuất hiện vấn đề chúng ta cũng không thể ra tay chi viện mấu chốt là trận pháp nghịch chuyển mỗi lần mở ra đều là ngược dòng hồi tưởng nên không thể thiết lập thủy vân kính theo dõi tình huống bên trong bọn họ chỉ có thể ngồi ở đây chờ đệ tử bước ra căn bản không có cách nào biết được tình huống cụ thể mặc dù thông hành đơn có thể cảm ứng được đệ tử giết lầm phàm nhân nhưng nó cũng chỉ sẽ vỡ vụn tại chỗ chứ không mang bọn họ ra ngoài tất cả phải chờ đêm dân trong thành bị tàn sát trôi qua mới có thể ra tới ngô tông chủ lúc trước ngài cũng đã đồng ý dùng Huy Thành làm cửa thi đấu thứ hai. Tông chủ ngũ hành tông bất mãn nói, cờ đã hạ không được rút lại. Tông chủ thượng khuyết tông tán đồng, trừ ba đợt đầu tiên xảy ra chuyện thì mấy năm nay các đệ tử đi vào đó cũng không ít và đều có thể tìm ra được đủ 100 tên ma vật. Huy Thành đã được xác nhận an toàn, ngô tông chủ không cần lo lắng mấy ngày trước thân truyền đệ tử của năm đại tông xôi nổi tiếng giai thế nên bọn họ đã giữa đường đổi cửa thứ hai thành huy thành gia tăng độ khó và cũng vì để các đệ tử bắt đầu tiếp xúc với ma vật có côn luân đệ tử ở đấy thì chém chết trăm tên ma vật trước đêm huy thành bị đồ hẳn là không phải việc gì khó tông chủ vạn phật tông nhạc kỵ vừa lần chàng hạt vừa nhìn phong trần đạo nhân nói chúng ta nên lo lắng cho đệ tử của mình có thể tìm ra ma vật hay không mới đúng phong trần đạo nhân ôn hòa nói đệ tử của các tông đều có sở trường riêng nhạc tông chủ không cần quá lo lắng trong lúc tông chủ của các tông thảo luận thì nhóm người diệp tố đã so chiêu với quan hộ thành xong với cảnh giới hợp thể kỳ của quan hộ thành mà nói thì hiển nhiên để chọn người tuyển vào bà cũng đã không ra quá thẳng tay năm chiêu đều có chút thu liễm nhưng dù vậy số người có thể chống đỡ được hơn 5 chiêu để được tuyển thì cảnh giới thấp nhất cũng đều là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Những đệ tử khác không qua được thì chỉ đành tìm kiếm ma vật ở những nơi khác trong thành. Nếu trong các đệ có ai bị đào thải vì giết nhầm phàm nhân thì cũng cứ ở yên trong sân, đừng đi lại lung tung. Từ Trình Ngọc dặn dò các đệ tử khác của Ngô Kiếm Phái, chờ sau khi tìm đủ trăm tên ma vật chúng ta liền có thể rời khỏi đây. 20 người trúng tuyển, Đi theo ta." Quan hộ thành hô lên. Một đoàn người đi theo bà tiến vào trong phủ thành chủ, trên đường Quan hộ thành quay đầu lại nhìn bọn họ hỏi, "Đệ tử Côn Luân, Ngô kiếm phái vì sao lại tới đây?" Nhiệm vụ tông môn, Lục Trầm Hàn cầm kiếm trả lời ngắn gọn. Quan hộ thành tựa hồ cũng không có gì ngạc nhiên, xoay người dẫn bọn họ đi thẳng đến một viện nhỏ, bên trong có mấy người đang chờ. Bà Hất cầm ý bảo mấy người nọ nâng ra một cái dương lớn, đây là quần áo của tu sĩ phủ thành chủ, sau khi các ngươi thay ra xong thì đi theo bọn họ nhập đổi. Sân này là nơi ở tạm trú của hai mươi người các ngươi. Phòng ốc trong sân không tính là quá lớn, dù sao đây cũng chỉ là một chỗ nghỉ tạm, dùng khi thay ca canh gác, sau đó tu sĩ hộ thành lại phát lệnh bài thông hành cho bọn họ. Hai mươi người lãnh quần áo, chọn một phòng sau đó đi vào thay ra. Đại sư tỷ, dịch huyền đợi Diệp Tố ngoài cửa phòng của nàng, nàng vừa ra tới thì đưa thông hành đơn cho nàng xem. Diệp Tố ngẩn ra, ngay sau đó cũng lấy thông hành đơn của chính mình ra kiểm tra, quả nhiên cũng giống của ngũ sư đệ, con số ở mặt trên đã thay đổi, 99. Có người trong một thời gian ngắn như vậy đã tìm ra được ma vật đầu tiên. Nhóm từ Trình Ngọc ở những phòng khác cũng đã phát hiện, sôi nổi chạy ra khỏi phòng. Trong tay ai cũng cầm thông hành đơn, bốn mắt nhìn nhau khó mà tin được. Người đầu tiên vậy mà lại không phải Lục Trầm Hàn. Liên Liên vừa mới thay xong trang phục của tu sĩ hộ thành màu xanh xám, vẫn còn chưa quá quen, nàng kéo kéo cổ áo, nói với Trình Hoài An còn đang trong phòng, chúng ta phải nắm chặt thời gian mới được, lỡ như tất cả ma vật đều bị một người nào đó tìm ra thì cửa thứ ba không cần thi nữa rồi. Đã thay xong hết chưa, xong rồi thì đi theo ta. Thủ vệ vừa rồi phát lệnh bài thấy bọn họ đều đã ra khỏi phòng thì liền nói, về sau các ngươi sẽ thuộc đội của ta. Tu sĩ được tuyển vào trong mấy ngày gần đây đã bắt đầu canh gác, các ngươi cũng không ngoại lệ. Thủ vệ trưởng dẫn bọn họ đi ra ngoài, việc cần làm mỗi ngày là tuần tra phủ thành chủ. Trên đường đi quanh phủ bọn họ cũng bắt gặp vài binh lính phàm nhân, bất quá vũ khí trong tay bọn họ đều là một loại thống nhất. Tu sĩ so với những binh lính đó thì thành thơi hơn một chút. Thủ vệ trưởng khi dẫn bọn họ đi ngang những binh lính phàm nhân thì cũng thuận miệng nói, các ngươi có thể hành động tùy ý, chỉ cần canh giữ, ngăn chặn tu sĩ ngoại lai đánh lén là được, đương nhiên chuyện đó thì cực kỳ hiếm phát sinh thế nên nhiệm vụ của các ngươi rất nhẹ nhàng. Diệp Tố đứng ở phía sau của đội ngũ, quay đầu nhìn Du Phục thời bên cạnh, duỗi tay giúp hắn sửa lại cổ áo đang bẩy vẹo tám nhăn dịch huyền liếc mắt thấy động tác của nàng ôm kiếm hạ thấp giọng nhưng rõ ràng nói một câu ta ba tuổi đã biết mặc quần áo dù phục thời cũng không phản ứng lại lời này của hắn chỉ là sau khi dịch huyền nói xong thì đi về phía trước dù phục thời nhìn cái ót của hắn sau đó như là phát hiện cái gì nói diệp tố hắn lùn hơn ta dịch huyền trước khi phong ba bão tố giữa hai vị sư đệ nổi lên diệp tố nhanh chóng ho khan vài tiếng Chúng ta còn đang làm nhiệm vụ đó. Thủ vệ trưởng nhớ tới một chuyện, quay đầu nhìn Liên Liên và Trình Hoài An, "Hai người các ngươi là phù tu đúng không? Gần đây phù trận trong một thiên viện của phủ thành chủ hỏng rồi, đêm nay các ngươi qua đó xem thử có thể sửa được hay không?" Liên Liên lập tức đồng ý, những nơi có vẻ có vấn đề như thế này thì nhất định phải đến điều tra. Đoàn người bắt đầu tuần tra từ phía đông đi vòng quanh phủ thành chủ để làm quen địa hình. khi đi ngang một tòa đại viện có tường cao bao bọc bên trong truyền ra tiếng nhạc cụ và tiếng ca hát. Mai Viên, thủ vệ trưởng đi lên trước, đứng trước hai cửa lớn đang đóng chặt. đây là nơi thành chủ phu nhân thích ghé đến nhất, thường xuyên có nhạc sư cùng vũ cơ tập luyện ca múa bên trong. nói xong hắn giơ tay gõ cửa, vừa lúc để các ngươi bái kiến phu nhân. Một lát sau có tiểu thị chạy ra mở cổng, nhìn thấy thủ vệ trưởng thì khuỵu xuống hành lễ. Đây là nhóm tu sĩ cuối cùng tuyển chọn trong năm nay, ta dẫn đến bái kiến phu nhân. Thủ vệ trưởng nói, âm thanh ca múa trong mai viên bỗng dưng dừng lại, một giọng nữ lười biếng truyền ra từ bên trong, dẫn đến đây đi. Đoàn người tiến vào thì nhìn thấy một Mỹ phụ hơn 30 tuổi đang dựa nửa người trên ghế quý phi, bên cạnh có một tiểu thị quỳ trên mặt đất đấm chân cho bà. Tu sĩ được chiêu mộ năm nay diện mạo đều trông không tệ nhỉ. Thành phủ phu nhân hơi ngồi dậy, đã đưa đến gặp thành chủ chưa? Bẩm phu nhân, thành chủ bảo sẽ gặp bọn họ vào ngày khác, thuộc hạ đang dẫn bọn họ làm quen phủ thành chủ. Thủ vệ trường nói. Trong đội ngũ, Mã Tổng Thu trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm nhóm vũ cơ đứng cách đó không xa, đó là Mai Cửu Nhân và Nhan Hảo đúng không? Mai cửu nhân chớp chớp mắt, quăng mấy cái mị nhãn về phía bọn họ. Đúng lúc Lữ Cửu và Chu Vân nhìn sang, hai người không khỏi dùng mình một cái. Còn có cả người thượng khuyết tông. Từ trình ngọc nhìn mấy người đang ôm đàn và sáo nói. Không hổ là hợp hoan tông. Liên liên nhìn Mai cửu nhân uốn éo trong bộ đồ múa mà gai ốc đều nổi hết cả lên. Nàng quay đầu nhìn trình hoài an bên cạnh, cảm thấy vẫn là sư đệ nhà mình thuận mắt hơn. Lục trầm hàn đứng ở giữa, hai mắt lãnh đạm, đảo qua mọi người chung quanh một lượt, như là muốn phát hiện ra manh mối gì đó từ những người này. Đại khái là vì ánh mắt của bọn họ quá rõ ràng nên thành chủ phu nhân bật cười một tiếng. Mấy vị tu sĩ mới tới này là nhìn chúng vũ cơ nào của ta rồi sao? Mọi người lập tức thu hồi tầm mắt. Được rồi, ta còn muốn xem bọn họ tập luyện, ngươi dẫn người lui xuống đi. Thành chủ phu nhân phất phất tay nói. Trước khi rời đi, Dịch Huyền bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác kỳ quái dâng lên, hắn hơi nghiêng người, cuối cùng nhìn thoáng qua thành chủ phu nhân đang nằm trên ghế. "Làm sao vậy?" Diệp Tố thấp giọng hỏi hắn. Dịch Huyền lắc đầu, hắn cũng không rõ lắm. Sau khi rời khỏi Mai Viên, Từ Trình Ngọc hỏi thủ vệ trưởng, "Thành chủ phu nhân muốn vũ cơ và nhạc sư tập luyện là vì trong phủ chuẩn bị có hỷ sự gì sao?" Cũng không phải là chuyện lớn gì thủ vệ trưởng nói qua một đoạn thời gian nữa thì thành chủ phu nhân muốn tổ chức sinh thần cho đệ đệ của người chưa từng thiếu năm nào mỗi năm vào dịp đó cũng tính là náo nhiệt mà ngày thường không có tiệc gì thì phu nhân cũng thích xem ca múa đệ đệ của thành chủ phu nhân cũng ở trong phủ này sao ninh thiển giao đứng ở đầu nhóm người tò mò hỏi thủ vệ trưởng gật đầu đúng vậy thân thể của ngài ấy không tốt phải luôn dựa vào đan dược để kéo dài thành chủ chúng ta vì thỉnh y tu luyện chế đan mà tiêu tốn không ít linh thạch đan dược của tu chân giới đối với phàm nhân quá mức bá đạo không thể dùng thường xuyên từ trình ngọc nhíu mày phàm nhân vô tiên cốt thọ mệnh đã được định sẵn không thể cường kéo đệ đệ của thành phủ phu nhân có tiên cốt thủ vệ trưởng lắc đầu đáng tiếc thân thể quá yếu ớt không thể nhập đạo trở thành tu sĩ mọi người đều có điểm suy tư việc dân trong thành bị tàn sát trong một đêm ắt có chủ mưu đứng sau, chỉ có tìm ra được kẻ đó thì mới có thể thuận lợi lôi tất cả ma vật ra ánh sáng. Phủ thành chủ không hề nhỏ, dưới sự dẫn dắt của thủ vệ trưởng, sau khi bọn họ đi một vòng, quen thuộc được địa hình cùng với phân chia nhiệm vụ xong thì trời cũng đã tối đen. Buổi tối sẽ có một đội khác thay ca, hôm nay các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Thủ vệ trưởng phất tay bảo bọn họ giải tán liên liên và trình hoài an lưu lại chuẩn bị chạy đi xem phù trận bị hỏng thủ vệ trưởng chúng ta mới đến huy thành còn chưa tìm được chỗ ở có thể cho chúng ta tạm ở lại phủ thành chủ được không diệp tố hỏi thủ vệ trưởng bọn từ trình ngọc cũng chậm rãi giơ tay chúng ta cũng không đặt được phòng liên liên cũng kéo trình hoài an nhấc tay hai chúng ta nữa thủ vệ trưởng quay đầu nhìn nhìn bọn họ cũng được vừa lúc sáng sớm ngày mai các ngươi cùng những tu sĩ được tuyển vào trước đó bái kiến thành chủ cũng được. Mọi người nhất trí sẽ về viện tạm trú nơi thay đồ lúc nãy để qua đêm, lục trầm hàn không tham gia, hắn sờ sờ vạt áo trước ngực, tránh đến một chỗ không người, lấy ra một khối thông ma bàn, giơ lên hai ngón tay rót linh lực vào đó, nhìn cây kim trên mặt la bàn chuyển động. Thông ma bàn có thể chỉ ra được phương hướng nào có ma, lúc trước sau khi hắn chém chết thiên ma, phong trần đạo nhân đã đưa khối thông ma bàn này cho hắn. Nhưng kim đồng hồ trên la bàn trong tay lại quay tít mù, không hề có dấu hiệu dừng lại, vô luận hắn xê dịch đến vị trí nào thì kim đồng hồ của thông ma bàn cứ mãi xoay vòng. Hắn thu linh lực, đôi mắt như kết băng, trừ phi thông ma bàn hỏng. Nếu không thì chỉ có một khả năng là mỗi một phương hướng của phủ thành chủ đều có ma vật. Thủ vệ trưởng chỉ bảo hai người chúng ta tới đây, Cô tới làm cái gì?" Liên Liên đứng trước phù trận ở thiên viện hỏi. Diệp Tố đứng song song với nàng, vừa ngó nghiêng phù trận vừa nói, "Ta cũng biết chút ít về phù trận nên muốn tới xem thử." Liên Liên tức đến bật cười, quay đầu lại nhìn một đống người sau lưng Diệp Tố, "Vậy còn những người này tới đây làm gì?" Thiên Cơ môn, Ngô Kiếm phái đều có mặt. "Chúng ta tới xem thử Diệp Tố sẽ xem thử như thế nào." Chu Vân Hùng hồn chính nghĩa nói. Trình Hoài An đứng ở phía trước móc tay bảo bọn họ tới gần, phù trận này ít nhất đã có niên đại mấy trăm năm, thoạt nhìn do thời gian đã lâu nên bị sụp ở vài góc. Phù trận được bố trí trên một cánh cửa bên trong thiên viện, dùng tĩnh tâm phù chuyên đuổi ma để kết trận. Đây là phù trận được yêu thích nhất ở các thành trấn. Trình Hoài An đứng dậy nói, phù sư Nguyên Anh kỳ trở lên mới có thể thiết hạ. Phù trận ở huy thành này, ta nghĩ là do phù sư hợp thể kỳ đã thiết lập, bất quá thời gian đã qua quá lâu nên uy lực của phù trận đã giảm đi, chúng ta có thể thử tu bổ lại xem sao. Các ngươi là ai? Một âm thanh nhẹ tênh vang lên ở sau lưng nhóm người. Mọi người cả kinh, tức tốc quay đầu nhìn lại thì thấy người nói chuyện là một nam tử trẻ tuổi thon gầy, sắc mặt tái nhợt, trên người có khoác một kiện áo choàng thật dày. Cô có biết hắn tới đây từ lúc nào hay không?" Liên Liên giả vờ vén vén tóc bên tai, thấp giọng hỏi Diệp Tố bên cạnh. Diệp Tố lắc đầu, "Không biết." Tất cả mọi người ở đây đều là Nguyên Anh kỳ, thế mà lại không một ai phát hiện ra nam tử trẻ tuổi ở đối diện có mặt từ lúc nào. Lúc này tâm cảnh giác của mọi người đã sắp vọt lên tới cổ họng. Hoặc là cảnh giới của nam tử này cao hơn bọn họ, hoặc là hắn là ma. Chương 104 Cắt một kiếm Chúng ta là tu sĩ mới được tuyển vào, phụ trách tuần tra phủ thành chủ. Từ Trình Ngọc chủ động đáp lời, thủ vệ trưởng nói phủ trận ở thiên viện đã hỏng, bảo chúng ta đến xem. Chu Vân nhìn thanh niên đột nhiên xuất hiện này một lúc, rốt cuộc nghĩ ra vì sao thấy hắn có chút quen mắt, ngài là đệ đệ của thành chủ phu nhân. Nam tử tuổi trẻ nghe vây thì tiến về phía trước vài bước, ta tên Vu Thừa Duyệt. Quả nhiên là đệ đệ của thành chủ phu nhân. Hắn vừa đến gần thì mọi người lập tức phát hiện Vu Thừa Duyệt không phải tu sĩ, thậm chí ngay cả luyện khí kỳ cũng không phải. Nếu vậy, một người bình thường như hắn làm sao có thể lặng yên không một tiếng động đứng sau lưng bọn họ mà không bị phát hiện. Các người đều là phù sư. Vu Thừa Duyệt hỏi. Chúng ta là phù sư. Liên liên nói. Tốt thật, ta vẫn luôn muốn tới tu chân giới xem thử đó đây trên gương mặt tái nhợt thanh tú của Vu Thừa Duyệt có chút tiếc nuối đáng tiếc thân thể không khỏe không thể đi xa có thể bay được dù phục thời bỗng nhiên tuôn ra một câu tất cả mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn hắn ý ngươi là ngự kiếm sao Vu Thừa Duyệt do dự hỏi cả người hắn gầy guộc tướng mạo thanh tú tuy nhiên lại không có bao nhiêu sinh khí đứng trong màn đêm nếu không phải có áo choàng màu trắng thì cơ hồ đã hòa vào trong bóng tối. Tỷ phu nói phàm nhân không thể đứng vững được trên kiếm. Có thể ngồi sọt, dù phục thời nói chuyện từ trước đến nay vẫn luôn rất đúng lý hợp tình. Những người còn lại, vu thừa duyệt ngẩn người, sau đó nghiêm túc nói, vậy về sau ta sẽ thử xem. Nó có thể chở ngươi. Dù phục thời lấy ra khắp huyết kiếm nói, nhưng ngươi phải trả linh thạch mới đi được. Diệp Tố nhắm mắt cúi đầu, đột nhiên có cảm giác đã dậy hư tiểu sư đệ rồi. Tiểu sư đệ trước kia chính là người có thể tùy tay ném đi Tử Lê Anh Mộc, vậy mà bây giờ cũng bắt đầu kiếm linh thạch. Không biết Vu công tử vì sao lại đến đây. Diệp Tố lái sang một chủ đề khác. Sân của ta ở gần đây, tối nay ta không ngủ được nên đi ra ngoài dạo một chút. Nhìn thấy các ngươi lũ lượt kéo vào viện này nên ta tới xem thử. Vu Thừa Duyệt kéo lại áo choàng trên người, khẩn cầu bọn họ, nhờ các ngươi đừng nói lại với thủ vệ trưởng, nếu không tỉ tỉ lại khiển trách ta. Hắn đi sang một bên đứng yên, các ngươi cứ tiếp tục đi. Dù sao cũng là đệ đệ của thành chủ phu nhân, đoàn người lập tức đồng ý giữ bí mật cho hắn, Liên Liên và Trình Hoài An thì xoay người tu bổ lỗ hổng của phù trận. Mọi người tuy rằng có vẻ chăm chú xem hai người liên liên sửa phù trận nhưng thật ra lực chú ý của họ lại đặt trên người vu thừa duyệt. Thật sự là vừa rồi hắn một người bình thường. Lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện quá khiến người hoài nghi. Nhưng mà đệ đệ thành chủ phu nhân lại chỉ đứng đó, thường thường còn ho khan một tiếng, bộ dạng như một người bệnh nguy kịch, nhìn không ra được gì khác thường nên mọi người đành phải rời đi tầm mắt. Hắn thật sự chỉ im lặng đứng một bên, trước phù trận. Diệp Tố thấp giọng hỏi Liên Liên, nếu có tĩnh tâm phù trận có thể đuổi ma vậy có thể thử hạ một trận to bao phủ cả phủ thành chủ được không? Không được, Liên Liên lắc đầu nói, phù trận đuổi ma cần hao phí một lượng linh lực khổng lồ, chúng ta chỉ mới là nguyên anh kỳ, không đủ sức để dựng lên phù trận lớn như vậy. Nếu chỉ áp dụng với một phạm sáu nhỏ hoặc một vài người thì được. Vậy thì vấn đề trước mắt vẫn là xác định được ai là ma vật nếu bọn họ ra tay mà đối phương lại không phải ma vật thì sẽ bị loại ngay lập tức. Hai người liên liên đứng ở đây sửa cả đêm, vu thừa duyệt tựa hồ cũng không có chút nào buồn ngủ. Rõ ràng nhìn dáng vẻ đã lung lay muốn ngã nhưng không biết vì sao vẫn đứng đó xem một mạch đến khi bọn họ tu sửa xong. Được rồi, trời đã gần sáng, Trình Hoài An thu lại linh lực, chỗ hỏng của phù trận xem như đã được tu bổ xong. Chúng ta phải quay về thôi. Chu Vân nói, lát nữa còn phải đi bái kiến thành chủ. Vua thiếu gia, để ta đưa cậu về. Khi từ Trình Ngọc nói chuyện thì một bàn tay nhân lúc đó vươn ra sau lưng, vẫy vẫy với hai người Chu Vân và Mã Tổng Thu. Ta tự mình về được. Vu Thừa Duyệt vừa nói xong thì liền bắt đầu ho khan kịch liệt, gương mặt vốn tái nhợt vì vậy mà biến hồng. Từ Trình Ngọc tiến tới đỡ hắn, đồng thời rót vào một đạo linh lực nhỏ giúp bài trừ ý ho ngứa ngáy trong cổ họng. Đa tạ, vu thừa duyệt nhận ra, nghiêm túc nói lời cảm ơn với từ trình ngọc. Ta đỡ vu thiếu gia trở lại sân, sẽ không để một ai khác biết được. Từ trình ngọc thu hồi linh lực, thiện ý nói. Không có gì khác thường, vu thừa duyệt xác thật có căn cốt rất thích hợp để tu đạo, chẳng qua thân thể quá kém, không thể thừa nhận lực lượng mà tu luyện mang lại nhìn hai người rời đi, liên liên chậc một tiếng, thời khắc mấu chốt thì từ Trình Ngọc vẫn giả hoạt như vậy. Vừa nhân cơ hội kiểm tra căn cơ của Vu Thừa Duyệt, vừa có thể đến sân của đệ đệ thành chủ phu nhân xem xét, đúng là nhất tiễn song điêu. Khi bọn họ cùng những tu sĩ trúng tuyển mấy ngày trước đến đại sảnh bái kiến thành chủ thì mới phát hiện đã có người đã sớm tiếp xúc với thành chủ rồi. Diệp Tố ngẩng đầu nhìn mấy người ở phía trên, trong lòng cảm thán, mấy người này động tác một người so với một người càng nhanh hơn. Thành chủ ngồi ở vị trí cao nhất trong nghị sự đường, người đứng bên cạnh chính là tân Phật tử Cốc Lương Thiên của Vạn Phật Tông, một tay hắn nắm pháp trưởng, một tay lần tràng hạt, thân hình mảnh khảnh tuấn Mỹ, trên người có một loại khí chất trách trời thương dân, trên trán còn có một vết sẹo mới. Thoạt nhìn rất giống một tên lừa đảo. Chư vị tu sĩ nguyện ý làm thủ vệ của phủ thành chủ, là vinh hạnh của lệ mỗ, thù lao linh thạch tất nhiên sẽ không thiếu. Thành chủ vừa dứt lời thì phất tay ra hiệu cho các tùy tùng phân phát mấy mâm linh thạch xuống cho mọi người, sau đó lại quay đầu lại nói với cốc lương thiên bên cạnh, xin Phật tử chờ một chút, lát nữa sẽ dẫn ngài đi gặp đệ đệ của lệ mỗ, gần đây thân thể của đệ ấy lại kém đi không ít. Cốc lương thiên gật đầu, ngón tay không ngừng lần tràn hạt, pháp trận cầu phúc sẽ hộ nguyên khí của công tử không bao giờ tan mọi người ở bên dưới chỉ trách bọn họ cơ bắp nhiều hơn cơ não, không biết gì ngoài đánh nhau nên bây giờ chỉ có thể làm thủ vệ. Nhìn Phật tử người ta kìa, cái gì mà pháp trận cầu phúc đều bày ra tới. Thành chủ chỉ nói qua vài câu khách sáo với các tu sĩ rồi nhanh chóng dẫn cốc Phật tử rời đi. Chỉ còn 10 ngày nữa là đã đến đêm dân trong thành bị tàn sát mọi người ngày nào cũng đều giáo giết điều tra tất cả những người tới lui trong phủ thành chủ thế nhưng vẫn không phát hiện ra một manh mối nào, ngay cả mấy người hợp hợp tông cũng không có chút manh mối. Mọi người trong phủ thành chủ không thu hoạch được gì, mấy ngày nay chỉ biết một chuyện là cảm tình của thành chủ cùng thành chủ phu nhân rất tốt, vì vậy đối xử với vu thừa duyệt cũng rất tốt, không tiếc chi ra một lượng lớn linh thạch mời đủ loại tu sĩ đến để kéo dài mệnh thọ cho đệ đệ phu nhân thành chủ mỗi ngày phải bận rộn xử lý công vụ, thành chủ phu nhân thường xuyên đi đến Phật đường, bái niệm tụng kinh cầu phúc cho trượng phu và đệ đệ, mà vu thừa duyệt thì chỉ du rú ở trong phòng. Thông hành đơn trừ bỏ giảm xuống một con số vào ngày đầu tiên thì tới nay cũng không có biến hóa nào khác. Nói cách khác những người ở ngoài phủ thành chủ cũng không phát hiện ra tung tích của ma vật. Ninh Thiển Giao đang đứng dưới một tàng cây, hỏi giản hồ, gần đây Diệp Tố có chút im hơi lặng tiếng, nàng ta đang làm gì? Nghe nói hình như đang bán phu. Giản hồ do dự đáp. Bán phu? Ninh thiền giao không hiểu nổi, ở trong trận pháp nghịch truyền bán phu. Cũng không biết Diệp Tố nghĩ cái gì. Nàng ta nghĩ nghĩ, quyết định đi tìm lục trầm hàn. Mà giờ phút này, Diệp Tố vốn đã cùng đường. Tìm ma vật trong phủ thành chủ mãi không có kết quả nên nhân lúc không cần tuần tra đã bày sạp chào hàng phù chú. Diệp Tố ngồi xổm ở một góc tường, trước mặt nàng là một cái sạp nhỏ, xung quanh có vài tu sĩ của phủ thành chủ đang đứng. Trước giờ sao ta chưa từng nghe qua phù chú còn cần tu sĩ phải dùng máu của chính mình? Một người trong số đó hỏi. Người chưa từng nghe qua huyết phù sao? Diệp Tố dùng một ánh mắt hoài nghi sâu đậm nhìn hắn, phải dính máu lên vẽ mới cho hiệu quả tốt nhất. Ta có nghe qua, nhưng đó không phải là cần dùng máu của phù sư sao? một tu sĩ khác chen đầu vào hỏi. Diệp Tố nghiêm túc giải thích, hiện giờ trong giới phù tu thịnh hành nhất là người nào dùng phù thì dùng máu của chính người đó, tên gọi là định chế phù. Tất nhiên một số phù tu cấp thấp có thể còn chưa biết nên mới không nói cho các người nghe. Khuôn mặt của đại sư tỷ ánh lên nét chính khí người người, quan thân như tỏa ra một vầng hào quang cực kỳ đáng tin cậy, khiến cho mấy tu sĩ vô hình chung tin tưởng lời nói của nàng, cuối cùng do dự mà cắt một đao vào lòng bàn tay, tích ra một chén máu nhỏ. Như vậy đã được chưa? Một tu sĩ hỏi. Diệp tố nhìn máu trong chén chỉ có mùi máu tươi bình thường, làm bộ chấm chấm nhưng thực ra lại là dùng linh lực của bản thân vẽ mười mấy tờ phú chú cho hắn. Của người đây, mấy lá phù này đảm bảo công hiệu vang rồi. Mấy tu sĩ hoang mang cầm phù rời đi. Lại là tu sĩ bình thường. Nhan Hảo bước ra từ gần đó. Nàng đã hạ ảo thuật trên người Diệp Tố, khiến tất cả mọi người nhìn vào trong tiềm thức sẽ thấy Diệp Tố một thân chính khí, đáng giá tin tưởng. Diệp Tố lấy ra một quyển sổ nhỏ, gạch đi tên của vài người, người bằng lòng tìm đến ta, cơ bản không phải ma vật. Nơi này đã loại trừ được hơn 30 người, không biết bên sư đệ thế nào rồi. Bên kia, dịch huyền lấy cớ là giao lưu luận bàn, đi khắp nơi khiên chiến các tu sĩ trong phủ thành chủ, tìm mọi cách để các tu sĩ đó hộc máu, sau đó quan sát máu của họ có ma khí hay không. Đương nhiên sẽ có tu sĩ vừa không mua phù chỗ diệp tố vừa không muốn luận bàn với dịch huyền, cho nên lúc này khắp huyết kiếm của Du Phục thời một lần nữa phát huy công dụng. Khấp huyết kiếm đi vòng vòng đánh lén tu sĩ, nhào tới cắt một đường trên người họ sau đó tức tốc bỏ chạy ngay sau đó lữ cửu sẽ tiến lên giải thích thay cho du phục thời đây là một thanh kiếm có kiếm linh bất quá vừa mới thu phục được nên còn chưa chịu khống chế hoàn toàn phần lớn các tu sĩ nghe vậy thì đều chỉ cao mày phất tay áo bỏ đi mà bọn họ thì sẽ xem xét máu của mấy người này nếu tìm ra tu sĩ có điểm nào khác thường máu huyết tanh hôi thì nhóm người ngô kiếm phái sẽ như tổ ong ập đến dẫn người đến nơi hẻo lánh chém Dùng phương pháp này thế mà mọi người lại thật sự tìm ra được ma vật, mỗi người được chém chết một tên, nhóm bọn họ cuối cùng cũng giành được danh ngạch vào vòng tiếp theo. Hẳn là mấy vị tông chủ bên ngoài cũng không bao giờ nghĩ tới bọn họ sẽ dùng phương thức đơn giản nhưng thô bạo này để phân biệt ma vật. Quy định không cho ngộ sát phàm nhân trong trận pháp nghịch chuyển, nhưng bọn họ chỉ là cắt một kiếm liền chạy mất, không hề sáu phạm quy tắc. Trong phủ thành chủ vẫn còn hơn 400 người khả nghi. Mọi người tụ tập trong sân, hoặc đứng hoặc ngồi, Từ Trình Ngọc đứng ở giữa, lật lật quyển sổ trong tay nói, "Chúng ta cần phải tập trung quan sát, vào đêm đồ thành bằng mọi giá phải tìm ra bọn chúng." Gần đây Cốc Lương Thiên hình như đang đi khắp nơi trong phủ thành chủ. Chu Vân nói, "Muội thấy rất nhiều lần nhưng không biết hắn đang làm gì." Lục Trầm Hàn cũng không biết đi đâu. Mã Tòng Thu nghiêng đầu bắt quái với mấy người thiên cơ môn, ta thấy tiểu sư muội gì của mấy người thường xuyên đi ra đi vào với hắn đấy. Bốn người thiên cơ môn không hề có chút phản ứng nào. Dù phục thời và lữ cửu thì không quen biết Ninh Thiển Giao nên cũng không có hứng thú gì. Diệp Tố thì không có gì ngoài ý muốn. Nữ chủ không đi với nam chủ không lẽ đi với bọn họ à. Còn dịch huyền, đầu óc hắn hiện tại chỉ nghĩ mỗi việc là làm sao để tìm ra ma vật thôi sinh thần của đệ đệ thành chủ phu nhân sắp đến rồi trình hoài an đứng bên cạnh nói ngay trước đêm dân trong thành bị tàn sát từ trình ngọc gật đầu nhìn về phía diệp tố chúng ta phải tăng tốc độ tìm ra tất cả ma vật